đừng có mang ngậm máu phun người. Mày làm đánh tao không? Thằng Cường này không biết sợ cái gì nghe chưa? Em bắt lấy ở thôi. Chúng đéo chúng lắm ấy nhở. Vỡ mồm. Cám và lũ. Suốt ngày đi ra đi vô trả được cái tích sự gì cả. Ngứa cả mắt. Hết. Làm sao? Nói nó luôn đi. Hết mì tôm rồi. Hết mì tôm rồi. Con còn tiền cho bố với tiền bố mua mì. Vừa mua cả thùng mì tháng trước cơ mà. Đã hết. Ăn gì mà ăn lắm đấy. Thì cả tháng nay, ngày nào bố cũng ăn mì, có cái gì khác đâu. Cho nên là... Gì mồm nín ý, nhức cái cả đầu. Này, tiền tiêu một tuần đấy, lưu liệu rồi. Con đứng đấy làm gì? Vào trong nhà pha tôi cốc nước chanh giải rượu đi anh lên. Uống cho nó lắm vào. Sắp đi á, ăn xin cả lũ rồi đấy. Có gì mà phải đi ăn mày. Con hỏi à? Hôm qua nhá, một thằng trúng 180 triệu. Hôm nay một thằng 101. Cúng ở cái miếu nào mà thiêng thế? Trúng cả lô lẫn đề. Hên thế à? Mà tôi lo cái gì? Hết tiền ấy. Thì tôi lại gọi cho ông anh trai bên Úc của tôi, bảo là bố bị ốm. Nó nghe đến bố ốm à, lại cuống cuồng đi xoay tiền thôi. Sợ cái gì? Này, nghe thấy rồi ấy, thì ngậm cái mồm mà nghe chưa? Bố tôi chứ ông nội tôi cũng đánh. Con yên tâm, bố không nói gì đâu. Chả là lâu rồi, không thấy thằng Long nó gọi điện về nhỉ? Này, suốt ngày ông đợi ông Long về làm gì? Bếp xếp chuyện chúng tôi à? Hả? Không, lâu không thấy nó gọi điện về thì bố nhớ nó, bố nói vậy. Nhớ nhung chứ kìa, bao giờ ông chết ấy, tự khắc nó mò về. Ơ, anh này, vù va à vẩn. Ông phải sống chứ, thì ông Long mới bơm tiền cho bọn mình được chứ. Đúng không? Ờ nhỉ, anh quên mất đấy. Dù gì thì bố cũng là bố của con. Thằng Long nó là anh của con. Tại sao con lại đối xử nó tàn tệ thế? Này, thằng Cường này, không biết sợ cái gì nghe chưa? Chỉ cần cuộc sống sung sướng là được rồi. Còn những thứ khác tao không quan tâm. Này, ông khôn hồn ấy, thì ngậm cái mồm vào. Già rồi, toi lúc nào không ai hay đâu. Nghe chưa? Alo anh ạ, à? Sao anh lại gọi điện giờ này ạ? À? Dạ. À, bố thì em vừa cho ăn cháo xong bố đi ngủ rồi. Anh có nói chuyện với bố không để em gọi bố dậy nhá? À, à vâng vâng vâng. À đấy thì anh cũng biết đấy. Bố bị bệnh não mà, tiền anh gửi về cũng chẳng còn bao nhiêu. Dạ, anh sắp về Việt Nam á? À, anh về làm gì ạ? À, không 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 không. Ý em không phải là như thế. Còn công việc bên đấy để nhà cửa, trông ai trông nom các thứ. À, vâng vâng vâng. Để mai em nói với bố. Chắc là bố vui lắm đấy ạ. Vâng vâng vâng. Em chào anh. Thằng Long sắp về à con? Này, vui mừng cái này. Hôn hồn đấy. Nhận cái mồm vào. Ông đi vào trong phòng đi, dọn mấy đồ đi, trong đấy bừa lắm, bẩn lắm đấy, nhanh lên. Đi đi. Nhanh, chân lên. Này, em bảo, anh có nghĩ là ông bếp xếp chuyện bọn mình không?
có mà dám. Sao mà không dám? Gần đất xa trời rồi, có gì mà không dám. Ông mà nói với cả ông Long ấy, ông Long thì nào cũng đuổi bọn mình ra khỏi nhà đấy. Mà theo em được biết, ông Long này không vợ con gì, sản nghiệp thì một đống ra như thế. Long mà có bệnh hệ gì ấy, thế nào tài sản cũng về tay anh cả bố anh thừa. Chuẩn không? Ý em là nhân dịp ông anh về nước. Bây giờ dễ chết lắm, chỉ cần làm tai nạn nhỏ xíu thôi là không ai nghi ngờ đâu. Chúng mày! Chúng mày ác độc thế, tại sao mày giết thằng Long? Tao phải báo cho nó biết! Nói này! Nói! Em! Vào đây là thuốc ở đây! Còn hết máu! Anh đã về rồi ạ. Bố. Bố. Bố làm sao thế ạ? Bố làm sao thế? Dạ. Em sợ anh lo lắng nên mới không dám nói. Bác sĩ thì cũng đã thử hết cách này cách kia rồi. Em cũng đưa bố đi viện này viện kia, nhưng mà bệnh tình cũng không đỡ, chỉ làm nó thuyên giảm đi thôi. Tình hình bây giờ càng ngày càng trầm trọng, rồi đến em với cả anh Cường, bố cũng không thể nào nhận ra được nữa. Sao không nói với anh? Anh sẽ đưa bố ra nước ngoài, có thể sẽ hiệu quả thì sao? À thì em cũng nghĩ đến cách đấy, nhưng mà bố không cho em nói. Bố sợ thành gánh nặng của anh, mà xác suất điều trị thành công cũng không cao, nên em mới không nói cho anh. Bố. Suốt thời gian qua, cảm ơn cô chú vì đã chăm sóc cho bố. Giờ nghĩ lại, anh chưa làm được gì cho bố cả. Anh đừng nói như thế, anh vẫn gửi tiền để bọn em chăm sóc bố mà. Vợ em nói đúng đấy anh ạ. Hơn nữa, bố rất thương anh. Anh em mình đều là con của bố, đều là người một nhà cả. Anh đừng khách sáo nhá. À, ngày mai anh sẽ đưa bố đi thăm mấy bà con họ hàng, để bố ra ngoài đổi gió một chút. Anh cũng tiện ghé thăm mọi người luôn. À, vậy cũng được đấy ạ. À, nhưng mà ngày mai vợ chồng em bận việc quan trọng nên là không đi với anh và bố được. Nhưng mà anh yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn xe cho anh và bố đi rồi. Ừ, không sao đâu, anh tự đi được mà. Cô chú cứ lo việc cô chú đi. Bố ăn cơm đi ạ. Chú ăn cơm đi. À, vâng, anh ăn đi. Anh đưa bố đi cẩn thận nhá, có việc gì gấp cứ gọi cho em. Ừ, anh biết rồi. Nên đi bố nhá. À, con chào bố ạ. Con chào bố, anh trai. Xử lý mọi chuyện xong hết chưa? Em yên tâm, anh đã cho người đi cắt dây phanh và là hỏng bình nhiên liệu rồi. Bọn này chuyên nghiệp lắm, làm loáng cái là xong. Rồi sau đó sẽ xảy ra một vụ tai nạn bình thường, không ai biết. Đợi mọi việc xong xuôi, khối tài sản khổng lồ của anh ta sẽ thuộc về anh. Hợp lý. Rồi sau đó hai chúng ta chỉ việc ngồi mà hưởng phúc thôi. Tiếc là chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bố, sao bố lại... Đừng gọi tao là bố, tao không có đứa con như mày.
để con đợi bố ạ. Bố, không phải là bố. Chẳng có nghe thấy. Sao thế ạ? Thật ra từ lâu rồi, nó muốn giết bố. Bây giờ nó muốn giết cả con nữa đấy. Bố nói gì cơ ạ? Tôi đã cho người kiểm tra. Quả thật, phanh xe và bình nhiên liệu đều đã bị đụng tay vào. Nếu như ngày hôm nay tôi và bố bước lên chiếc xe ấy, thì có lẽ sẽ xảy ra một vụ tai nạn thương tâm mà chính cậu đã là người dự tính. Nếu như không chứng kiến tận mắt, thì không bao giờ tôi tin lời bố nói là sự thật cả. Tại sao? Tại sao cậu lại độc ác đến như vậy? Vì tiền à? Tôi nói cho cậu biết, âm mưu giết người sẽ phải trả giá như thế nào. Anh chuyện này là do đó, tất cả là do đó xui em. Em hồ đồ, em mới nghe theo. Em biết em sai rồi ạ. Hóa ra là do cô. Dạ đúng là do đó đấy ạ. Tất cả chuyện này đều là do cô xui khiến nó, có phải không? Anh ngây thơ quá rồi đấy. Anh ta ấy từ lâu đã không có ông là bố, không có anh là anh trai từ lâu rồi. Cái loại đàn ông bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết rượu chè gái gú, có chuyện quái mà không dám làm. Cô im mồm đi. Tất cả chuyện này không phải do cô xui tôi hay sao? Phải, là tôi xui đấy. Nhưng mà chẳng phải anh quá là hào hứng với kế hoạch của tôi à? Anh còn vui đến phát điên khi biết là có thể chiếm trọn cái tài sản của anh trai anh. Im mồm. Đừng có mang ngậm máu phun người. Mày làm đánh tao không? Thôi đủ rồi, hai người cút khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người nữa. Bố, con biết con sai rồi, bố tha lỗi cho con, dù gì thì con cũng là con của bố ạ. Con như mày thì thà không có còn hơn. Cút. Được rồi, ngày hôm nay các người đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, rồi các người sẽ phải hối hận. Bố không sao chứ ạ? Bố không sao. Bố cũng muốn tha thứ cho nó. Thế nhưng mà nghĩ đến những việc nó làm mất hết nhân cách con người thì bố giận lắm. Để sau này nếu nó tu tỉnh làm người có ích, bố sẽ suy nghĩ lại.